Lại với vụ việc gây rối trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, nhóm đối tượng gây rối được xác định là đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dài, trong khi không ai trong nhóm này có đất ở, đất canh tác trong diện tích đất mà xã Đồng Tâm đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Và cũng chính nhóm đối tượng này đã không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, đồng thời là chuẩn bị kỹ lưỡng các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ nhằm thực hiện kế hoạch cản trở các lực lượng chức năng xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Và quý vị có thể theo dõi sau đây lời lẽ của bọn họ để thấy rõ bản chất cực đoan, bạo lực và hành động chống đối pháp luật đến cùng. Chúng tôi xin thề rằng nếu chúng tôi không giết được từ 300 đến 500 thằng thì chúng tôi không phải là người dân Đồng Tâm nữa. Có tới 200 lít xăng. Phải có tới là 20 bình ga mới tinh và còn có những loại thuốc nổ, bởi vì chúng tôi là gần xưởng sản xuất thuốc nổ. Đây là những lời đe dọa mà nhóm đối tượng đã đưa công khai lên mạng Facebook vào tháng 4 và tháng 12 năm 2019. Cùng với đó, các đối tượng đã nhiều lần gây rối, cản trở các lực lượng chức năng, các đoàn công tác mỗi khi về xã Đồng Tâm làm việc liên quan đến đất sân bay Miếu Môn. Con Loan với mấy người ta bỏ xe đạp ra đấy, thì bảo là mấy người bảo là bỏ xe ra để chặn để cho xe ô tô khỏi chở người đi. Thì chị em của tôi cũng có lúc hồ đồ thì là chúng tôi cũng sai. Rất nhiều cán bộ đã bị những cái đối tượng này là cũng có những cái đe dọa, có những cái sỉ nhục và có những cái hành động là hết sức bức xúc. Và kể cả những người dân mà có tinh thần, có một cái nhận thức rất là tốt thì cũng bị những cái đối tượng này khống chế và dọa nạt. Ngoài đe dọa, gây rối, nhóm đối tượng này đồng thời đã chuẩn bị kế hoạch, vũ khí nhằm tấn công lực lượng chức năng, bảo vệ các đơn vị quân đội xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Thậm chí đã cực đoan đến mức thành lập tổ quyết tử. 11 năm 2019 thì tôi có đưa cho Nguyễn Quốc Tiến 33 triệu để mua lựu đạn. Cái xăng này là được Mai Thị Thuần mua về. Thì tôi và Nồi và Đục và Đa là những người trực tiếp để làm cái bom xăng. Tôi đóng xăng và chai bia, tổng cộng là được hơn 4 kiện. Ông Bùi Viết Hiệu và tôi là những người chỉ đạo mọi người để chuẩn bị vũ khí chống lại các lực lượng chức năng khi có diễn biến xảy ra. Ông Kình có chỉ đạo mỗi người một việc, có người thì đi mua xăng, có người thì đi mua lựu đạn, có người thì đi mua dao. Ông Công là người đứng đầu, là sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khi lực lượng chức năng về tại xã Đồng Tâm. Sân bay Miếu Môn có địa giới nằm trên 4 xã bao gồm Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc thuộc huyện Chương Mỹ và Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức. Việc thực hiện chính sách đất đai cùng như nhau nhưng 3 xã thuộc Chương Mỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh. Chỉ có nhóm đối tượng tại thôn Hoành của xã Đồng Tâm là dựa vào vỏ bọc khiếu nại đất đai để kích động và cố tình chống đối. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy là đối tượng Lê Đình Kình giữ vai trò chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng gây rối, trong đó có thành phần có tiền án tiền sự về tội cướp và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Sau nhiều vụ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm, Hà Nội, vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, nhóm đối tượng này đã chủ động tấn công các lực lượng chức năng khi đang tuần tra kiểm soát an ninh trên địa bàn. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, các đơn vị quân đội bắt đầu xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn ở trên địa phận các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Nhóm đối tượng chống đối gia tăng sự manh động, có nhiều lời lẽ đe dọa đến việc xây dựng tường rào. Lực lượng chức năng đã phải tăng cường quân số tuần tra, kiểm soát và lập chốt công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng chức năng đến cổng khu vực cổng Đàng Hoành, các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng bằng pháo, gạch đá, bom xăng và đặc biệt là chúng đã dùng lựu đạn ném vào lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng đã tiến hành kêu gọi chấm dứt dừng lại các hành vi tấn công, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục tấn công lực lượng chức năng quyết liệt hơn. Lê Đình Công là con trai Lê Đình Kình, một trong những đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhóm đối tượng chống đối, cùng Lê Đình Kình chỉ đạo các đối tượng khác chuẩn bị vũ khí và tấn công lực lượng chức năng. Lúc đầu là chúng tôi là cũng ném đá, sau rồi là ném bom xăng.
thì các lực lượng chức năng đã kêu gọi là chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi không đầu hàng và chúng tôi vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng. Qua tối hôm mùng 8 vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy là cái hành vi của chúng tôi là hoàn toàn là sai trái. Sau nhiều lần kêu gọi nhưng nhóm đối tượng vẫn tấn công quyết liệt, lực lượng chức năng bị các đối tượng chống trả hết sức dã man. Ông trước có sai tôi là châm lửa thì ông trước có bảo tôi là đẩy mạnh về phía đằng trước là được. Thì tôi có đẩy mạnh về phía đằng trước và sau đó tôi đi xuống thì thấy ông trước có đổ xăng 3 đến 5 lần gì đó và tôi thấy cán bộ có tiếng hét lên và tôi biết là cán bộ ở dưới và tôi nghe thấy ông trước nói là mày đi. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy nhóm đối tượng này đứng đầu là Lê Đình Kình còn liên hệ với nhiều cá nhân để viết bài sai sự thật về nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn. Sau khi đã xem trên trang cá nhân Facebook của những người như Lê Dũng Bô Ba, Hồ Cương Quyết, Anthony Tuấn và Tuấn Đà Nẵng thì tôi đã hiểu là họ là những người đang chống phá nhà nước và nhiều lần về gặp ông Lê Đình Kình đã xin hồ sơ đất đai để viết trên trang cá nhân của mình. Tôi thấy là những bài viết đấy là không đúng sự thật. Cơ quan công an cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, các đối tượng cơ bản đã thừa nhận hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình. Qua những thông tin vừa rồi thì chúng tôi mong rằng mỗi người dân chúng ta cần nắm rõ bản chất vụ việc vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm để kỷ cương phép nước được thực thi một cách nghiêm minh. Vào chiều nay thì Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng về tội giết người và chống người thi hành công vụ.